các bạn thân mến nha, hôm nay mình quay cái những cái chậu mà mình chiết hồi năm rồi các bạn, mình chiết mà sắp cuối đông á các bạn, tại vì nó nhảy con ra nhiều quá, mình chiết ra nè, rồi cái bây giờ nó cũng lên lại nè các bạn, nó lên lại nè, tốt chứ chưa các bạn, nó bén rễ rồi đó. Tại lúc đó mình chiết thì trời nó bắt đầu sắp sửa vô đông, mình chiết trước nó ra đi để nó còn hơi ấm một chút á, để cho cái cây nó mạnh lên. Nhưng mà mấy tháng nay nè, mấy tháng nay bắt đầu trời ấm ấm lắm, với lại dây to dâu tây này nó chịu lạnh các bạn, nó chịu lạnh cho nên nó, bữa nay nó tốt lắm. Đây nè các bạn nhìn chưa, đây dâu tây nè, nó nhảy ra nè các bạn ơi, nó nhảy ra đây quá trời chưa, là vài bữa nên mình phải kiếm cái gì mình chiết ra nữa để mình trồng, chứ nó nhảy ra ngoài đây rồi, nó nhảy ra lề hết trơn rồi. Ôi nó nhảy quá trời quá đất luôn, nhưng mà mình phải chiết vô chậu khác các bạn ơi, tại vì nó nhảy ra như vậy thì mình sợ mấy con sóc với mấy con thỏ nó tới nó dậm, nó tới mà trái chín nó tới nó ăn, nó dậm hết mấy cái cây này đó. Mình hốt ở đằng kia rác, hiện giờ tới mình phải làm hai cái clip này nữa nha các bạn, rồi còn mười mấy cái chậu nhỏ nữa, nó cũng thành rác, nó cũng thành rác như vậy hết rồi, là mình phải hốt ra. Cái chỗ này nó mạnh nè các bạn, chỗ này tại vì cái chỗ này nó nhiều gốc quá, nó mạnh, nó lên lẹ hơn mấy cái thùng mốp. Chỗ này năm nào nó cũng lên mạnh lắm. Trời ơi, hồi năm rồi mình nhổ rìa ở đây nè các bạn. Nè, hồi năm rồi á mình nhổ rìa ở đây, mình trồng vô hai mươi mấy chậu rồi mà bây giờ nó còn nhảy nữa nè. Chắc mình phải kiếm chậu để mình chiết ra nữa, hoặc là mình chiết qua cái liếp trống ở bên này. Trời ơi, đất thì rộng thênh thang, nhưng mà làm á thì không có rảnh để mà tới. Bây giờ mình lại trồng măng si cà nữa nha các bạn. Măng si cà ở trong cái clip bự nó quá chừng nè, bây giờ mình đem ra đây mình trồng nữa nè, quá chừng thôi các bạn. Đây nè, giờ mình ra chậu mình trồng nữa, tại vì nó nhảy con quá chừng có đất nên giờ mình đem vô đây mình trồng nữa nè các bạn. Nãy giờ mình trồng quá chừng rồi. Cho vô chậu trồng, nó nhiều quá chừng ở trong cái đám á, trong cái đám nó nhảy con ra quá chừng, giờ mình phải bứng ra mình trồng, quá chừng quá đổi nó, mình bứng ra chậu mình trồng. Chứ không thôi mà nó dày quá nó cũng không có trái á các bạn. Nè, nó ra bông quá chừng luôn rồi các bạn ơi, nó ra bông rồi nè đó, bây giờ mình bứng ra mình trồng. Nãy giờ trồng quá chừng quá đất rồi, bứng hết rồi, trồng hết, tại vì con nó nhảy ra ngoài nhiều quá, nó nhảy ra ngoài cỏ các bạn, cho nên mình bứng vô đây mình trồng thôi, để nó nhảy ra ngoài cỏ nhiều quá, ngoài cỏ đến nỗi mà cắt cỏ mà nó nhảy ra ngoài cỏ quá trời luôn. Giờ cho nó vô chậu trồng hết. Hốt tay cho lẹ. Nhảy ra ngoài cỏ thôi, cái con nó nhảy ra nhiều lắm, bây giờ mình bứng mình trồng hết luôn rồi. Hồi năm rồi mình cũng trồng một mớ rồi, bữa nay nó nhảy con ra rồi mình trồng nữa, trồng ra mấy cái chậu nè cho thấy đẹp. Còn ở ngoài clip á, mình trồng ở đằng mình để trên nhà hè nè các bạn, cũng thôi là mấy con sóc á nó ăn quá trời quá đất, mình trồng mình cho vô chậu mình để lên trên cao để cho nó bớt ăn.
trồng nãy giờ biết bao lâu rồi đó mà giờ mình mới quay. Bữa nay là mình ngày hôm qua thì mình gieo hột rau muống, bữa nay thì mình chiết cây manxica dâu tây ra trồng đó các bạn. Thôi quay chút xíu lúc trồng cho các bạn coi ha. Đây nè, nãy giờ trồng rất nhiều chậu, cái chậu này mình để ngoài sân á nó mẻ hết trơn, để ngoài sân mình năm rồi không có chiết ra. Hôm qua trời năm rồi trồng nhiều hết chậu rồi mà còn sót mấy cái chậu này nè, bây giờ trồng tiếp. Và đây tiếp tục ở đây là cái này là mình mới trồng ngày hôm qua nha các bạn. Mình chiết ở trong cái clip dâu tây cũ, hai cái clip dâu tây cũ với lại một mớ con nó nhảy ra ngoài á, thì mình bứng ở ngoài vô nè các bạn. Ngày hôm qua trời chuyển mưa âm u quá mình không có quay được. Mình lúc đó nó chuyển mưa rồi cái mình sợ hư điện thoại mình không có quay. Với lại ngày hôm qua mình làm gấp quá mình không có quay được. Mình quay được có chút xíu à, mình quay chút xíu là mình đang ngồi trồng thôi. Còn lúc mà mình nhổ thì biết sao không? Con mình nó bắt đầu nó cắt cỏ cho nên mình phải nhổ lẹ để cho nó cắt cỏ chứ không thôi là nó cắt đứt hết mấy cái cây này. Cho nên mình không có thời gian quay nhiều, mình quay có chút xíu ngày hôm qua thôi à. Đây nè, đó mình chiết ngày hôm qua là mình có quay cái chậu này nè. Mình quay mỗi cái một chút vậy các bạn. Đó, mình chiết hết, mình nhổ hết những cái cây con nè các bạn. Những cái cây con mà nó nhảy ra, quầy nó mới nhảy ra nè. Mình cũng bứng luôn lại đây, chúng thôi để nó cắt cỏ, nó cắt hết trơn. Còn những cái này thì mình bứng ở trong clip cũng có, mà ở ngoài cũng có. Đó, bữa nay nó chuẩn bị nó ra bông nè các bạn. Cái này mình mới trồng hồi chiều hôm qua nha các bạn, cho nên nó chưa có bén lắm nè. Còn cái chậu kia thì nó bén, một mớ ở đằng kia thì nó đã bén rồi, tại trồng hồi năm rồi rồi. Với lại vô hè một tháng mấy, hai tháng nay đã vô ấm rồi. Ấm rồi có mưa nữa cho nên nó bén nhanh lắm. Nó bén, nó thẳng đứng hơn là mấy cái này mình mới chiết ngày hôm qua cho nên cũng có bụi nó bén nè ha. Có bụi nó bén ghê, mà có bụi nó hơi èo uột một chút, nhưng mà không có sao đâu, vài bữa thì nó sẽ tốt thôi à. Tại vì cái dâu tây này rất là dễ trồng. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi trồng thêm đó nha các bạn. Mấy cái chậu mớp ở đằng kia có nhiều bụi nó lão quá rồi, nó không có lên nổi nữa, mình phải đem dặm nó thêm đó các bạn. Đây, ở đây ngày hôm qua là mình trồng nhiêu đây nè. Mà mình nhổ, mình bứng lên á, mình bứng ở dưới đất, cái đất nó cứng quá trời luôn, nó nhảy ra ngoài cỏ đó các bạn, rồi nó bám cho dưới cỏ nó lên luôn. Đó, mấy cái bụi bự bự nó cũng bám dưới cỏ, từ mấy bụi bự, mấy bụi nhỏ nó cũng bám ở dưới cỏ, là mình lấy cái sụa, cái mũi nhọn của cái để mà mình trồng á, thì mình sắn nó lên mới dễ nè, chứ nhổ là nó gãy ngang hết rồi các bạn. Mình phải bứng nó lên. Và đây nè, mình quay cho các bạn xem nè, nó nhảy ra cỏ vậy nè các bạn. Đó, nó nhảy những cái bụi bự luôn. Mà ngày hôm qua mình nói là trời chuyển mưa quá, mình không có quay được á, mình làm lẹ để không thôi con mình nó cắt cỏ, nó cắt hết. Không thôi nó cắt hết uổng lắm, cho nên mình nè, đó đây nè. Nó lên vậy nè, nhỏ lớn gì mình cùng nó cũng lên ngoài này vậy đó. Nó nhảy ra tùm lum hết rồi, mình phải nhổ cỏ nó lên. Nhổ bớt cái cỏ, ngày hôm qua cỏ đầy hết á. Rồi mấy bữa nay trời cũng hơi mưa cho mình không có nhổ. Nó nắng rồi nó mưa nữa. Rồi mình phải nhổ cỏ vậy nè. Rồi mình lấy cái này nè các bạn. Mình lấy cái này nè. Mình sắn nó. Mình sắn nó lên. Mình sắn xuống như vậy nè. Mình phải sắn bứng cái gốc nó lên. Nó cứng lắm nha các bạn. Tại vì dưới đây nó cỏ không nè. Mình phải giặt cỏ nó ra rồi mình bứng nó lên nè. Một tay bứng, một tay mình sắn đâu có nổi đâu. Phải hai tay đó. Mình phải hai tay mình mới sắn nó nổi. Cái này mình đang cầm điện thoại nữa. Tại mình quay nhanh á, trời cũng tối rồi. Rồi, đây nè. Mình sắn nó như vậy các bạn. Đó, mình phải làm vậy nè. Đó. Mình nhổ cỏ hết xung quanh cái gốc nó đi. Nó có rong nữa nè, thấy không các bạn. Nó rong quá trời quá đất luôn nè. Nó rong quá chừng, mình phải nhổ rong ra hết rồi mình sắn nó mới dễ. Trời ơi, chứ mua mắc lắm nha các bạn.
mua một chậu hả mười mấy đồng, có vài cây à, cho nên mình chịu khó mình bứng ra để mình trồng đó, rồi cái mình sắn đó. Trời, dưới đây cái đất này nó cứng lắm các bạn ơi, nè mình sắn lên vậy nè, mình sắn lên sắn gốc nó lên. Mình sắn nó lên vậy nè, mình làm có một tay ngọn thôi, mình sắn nó lên vậy đó các bạn ha. Trời ơi, nó cũng dễ trồng lắm các bạn ơi, mình sắn cái mình bốc nó lên à, đây mình sắn mình bốc nó lên rồi nè. Có cỏ cái mình lấy ra, nó quá chừng quá đất, nó mọc đầy ra hết luôn các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình cho nó vô cái thùng này nè, mình để vô cái thùng này là mình đi trồng nữa, nó nhiều lắm đây nè, nữa nè các bạn ơi, mấy cây bự mình bứng trước rồi đây, còn đây nữa nè, thấy không đó. Đây đây nè, đó nó nhảy ra ngoài cỏ quá chừng đây nữa nè các bạn, nó nhảy ra quá chừng là mình bứng nó, nhưng mà mình trồng những cái cây này nó mạnh lắm nha các bạn, nè nó ra bông rồi nè, thấy chưa, nó nhảy con ra nó mạnh lắm. Còn mấy cái cây ở trong bụi này á, thì đã nhiều năm lắm rồi, cỡ 5 năm rồi, nó lão quá rồi các bạn ơi, nó không có trái nhiều nữa, mình phải bứng ra để cho năm tới á, giống như là cây non á, nó sẽ ra trái nhiều hơn đó. Bây giờ mình đi bứng từ từ mấy chỗ như vậy nè, nhiều lắm, ngày hôm qua mình bứng quá trời rồi. Mình bứng những cái cây to đó là mình bứng ở đây nè các bạn. Nè, các bạn thấy không? Mình bứng nó còn lỗ nè. Thấy không? Mình bứng nó còn lỗ nè, nói cái cây to mình bứng nó còn lỗ quá chừng không? Đây. Mình bứng ngày hôm qua nè. Mà ý như mình nói là trời chuyển mưa, mình bứng lẹ, mình không có kịp thời gian để mình quay. Đây nữa nè. Mình bứng quá trời ở đây đó, mỗi lần mình bứng là mấy cái bụi bự là nó mọc đầy ra đây hết trơn luôn các bạn, nó nhảy từ trong đó nó nhảy ra. Còn hồi năm rồi á, thì mình bứng ở trong đây nó rậm lắm, cái mình bứng ở trong đây nè, ở trong đây những cái cây tàn cũ của năm rồi nó còn á các bạn, lát nữa cái mình bóp nát những cái lá nó ra cho nó thành phân luôn các bạn. Bữa nay nó lên tốt rồi nè, thấy không, mới có chừng một tuần hơn thôi à, hồi tuần trước hả nó không có, chưa thấy nó lên đâu các bạn, nó eo uột lắm tại vì còn lạnh á, chừng một tuần 10 ngày nay thôi là nó đã tốt rồi nè. Chỗ này là mình bứng hồi năm rồi lận, còn cái mà mình mới trồng á, mình bứng hồi năm rồi là mình trồng mấy cái chậu mà hồi nãy nó tốt quá, còn hồi năm rồi á thì mình bứng mình trồng á nó bén hơn, còn cái mà mình mới trồng thì nó chưa có bén đâu. Nó cũng ra con á các bạn, nó ra con, mình bứng trống cái nó nhảy cái con ra để nó có trái nhiều một chút đó, như giống như chỗ nào rậm quá các bạn, cái mình bứng ra. Mình cũng đã quay video mình bứng cái dâu tây này ra mấy cái rồi, cho nên bây giờ mình không quay mấy cái lúc mà mình bứng ra, mà mình chỉ quay cái mấy cái mà nó nhảy ra ngoài đất nè. Đây nè, nó cũng nhảy nè, đó nó nhảy con ra nè, đó mấy cái con này nè, vậy chứ bứng là mình bứng lên mình trồng á, mình bứng vô mình trồng á, nó lên tốt lắm các bạn ơi. Hồi xưa ông xã mình nó cũng đi trồng những cái cây nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, đây nè, người ta gieo nha, mà người ta gieo nha, chứ không phải là trong clip nó nhảy ra như của mình đâu. Ông xã mình á, người ta gieo sẵn rồi ông xã mình đi trồng nó, mấy cái cây nhỏ nhỏ vậy nè, nó mau phát triển dữ lắm, nó ra đầy hết vòng vòng đây nè. Đó, mình nói là mình bứng quá trời, mình trồng ngày hôm qua đó, cho nên mình không có thời gian để mình quay. Bây giờ mình chỉ quay sơ lược lại thôi, với ngày hôm qua phải bứng lẹ để cho nó cắt cỏ, chứ thôi nó cắt nát hết, nó cắt hết mấy cái cây này uổng lắm. Này, bây giờ mình bắt đầu mình bứng nữa nha các bạn. Bây giờ mình để cái máy xuống, mình bứng cho nó dễ, hồi nãy mình cầm đó, mình phải nhổ hết mấy cái cỏ xung quanh nè các bạn, để mình bứng, kệ nó chịu khó bứng đi, trồng cho nó tốt. Mình trồng vô mấy cái chậu nhỏ các bạn. Đó, nó lên con vậy nè. Nhớ cho những cái con này nữa nó tốt lắm.
đứng vậy nha các bạn. Đó, mình rắn lên vậy nè, mình đứng vậy đó. Chứ nhổ là nó đi luôn cái đầu luôn đó. Đó, đứng lên. Rồi, thấy không các bạn? Đây, một cây dâu tay nhỏ. Rìa còn nhiều lắm các bạn ơi. Đây, mình đứng lên rồi đây ha. Mỗi chỗ mà mình bứng là nó có lỗ như vậy. Ngày hôm qua nhiều lắm. Trời ơi, ngày hôm qua mình bứng mấy trăm cây luôn á các bạn. Có lớn có nhỏ. Bởi vậy bứng mấy trăm cây đâu có thời gian đâu quay. Trời chuyển mưa nữa. Bây giờ bữa nay nó không có mưa nè. Với lại bữa nay nó cắt cỏ xong rồi mình mới quay nè. Đó vậy chứ mỗi lần mà mình nhổ là mình phải nhổ cỏ xung quanh đó. Mình nhổ cái mình bứng cái cây lên nó mới dễ. Rồi bây giờ mình đã bứng xong rồi ha. Bây giờ mình tưới cái này trước đi. Rồi chút nữa mình đi trồng tiếp ở đằng mấy cái thùng mớp ở đằng kia nha các bạn. Đây bây giờ mình đi tưới nè. Chiều mình tưới một lần thôi à. Tại vì mấy bữa nay nó cũng có nắng. Mà ở đây nắng nó không có nắng. Tháng này nó chưa có nắng gắt. Tưới cho nó tươi. Cho nó nhanh. Nhanh có trái. Mấy đứa nhỏ nó tắm đằng hồ bơi, nó nói chuyện uy xèo. Nó ra bông rồi các bạn ơi. Nè, nó ra bông rồi nè. Cái 11 nó có trái, cái mình để lên trên mấy cái kệ này nè các bạn. Mình để lên mấy cái kệ này để cho mấy cái con sóc nó đừng nó bớt ăn, chúng tôi nó ăn hết. Mình để trên cái kệ nhà hè của mình nè. Vòng vòng đây nè. Đây nè. Mình để vòng 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 trong mấy cái kệ này. Đây nè. Đó, mình để vòng 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 trên đây nè, nó có cái kệ nè. Đó, nó kệ vòng 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 vòng. Mấy cái này năm nay con mình nó phải sơn lại rồi. Mấy năm, năm năm phải sơn lần á các bạn. Rồi, bây giờ tới mình đi tưới. Đây, mình có một chậu đậu đây. Đây, mấy cái đậu, mấy cái bắp một chút nữa mình đi trồng. Giờ mình đi tưới mấy này nha các bạn. Cái này là chiếc ngày hôm qua đó, như nãy mình nói á. Giờ mình đi tưới. Hôm qua mình tưới nhiều ghê á, tại mình mới chiết á, mình cũng tưới nhiều nước một chút để cho nó không bị khô. Vài bữa nữa à là nó sẽ bén. Nè, nó ra bông rồi đó các bạn. Nè, nó ra bông rồi nè. Thấy chưa? Đó, mình chiết ở ngoài cỏ vậy á, mà nó ra bông ngoài cỏ rồi mà mình bứng vô đây nè, nó vẫn sống nè các bạn. Đó, mình bứng vô đây nó vẫn sống, thấy không? Nó ra bông luôn nè. Đây nữa nè. Đó, ra bông bắt đầu nó sẽ đậu trái nha các bạn. Trời ơi, mình ra cái mình thấy. Tại vì mấy bữa mưa riết mình không ra cái mình ra mình thấy quá trời ngoài cỏ luôn. Cái mình bứng cho nó vô thùng mốp hết. Chứ bây giờ á, đào đất mà trồng á các bạn, đào cực lắm. Tại vì đất ở đây á, nó đá nhiều quá. Cho nên đào không có nổi, cho nên bây giờ mới vô thùng mốp này trồng nè. Nhưng mà thùng mốp nó không có tốt bằng ở ngoài đất đâu các bạn. Cái chậu đỏ này ngày hôm qua mình quay là mình đang trồng đó. Mình quay được có cái khúc mình trồng cái chậu đỏ này thôi. Còn mấy cái khúc này mình nhiều quá, mình đâu có quay nhiều vô video của mình đâu các bạn. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Nếu mà thích video mà chiết cây dâu tây ra trồng thì ai có muốn trồng thì chiết ra như vậy trồng nè các bạn, nó sẽ mạnh hơn là những cái cây cũ á các bạn. Mình chiết ra mình trồng những cái cây cũ là mình trồng hoài nó không có ra trái nhiều đâu. Mình nghĩ là mình chiết ra như vậy thì nó sẽ mạnh hơn. Rồi một lần nữa chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Chờ khi nào mà dâu tây của mình có trái, đơm bông nhiều rồi mình sẽ quay nữa nha các bạn. Bye bye.